trước khi mà để ban hành kết luận của chúng tôi đã họp liên ngành, họp với Sở Tư pháp, họp với đại diện Sở Tư pháp, thanh tra thành phố, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và địa phương, chúng tôi cũng cân nhắc lắm. Tại vì mình làm như vậy thì xử lý như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của doanh nghiệp và phía sau là người lao động, mà phía sau là rất nhiều gia đình. Nhưng mà cũng đến lúc chúng ta cũng phải xử lý để làm gương và xử lý để chúng ta có một sự cảnh tỉnh và chúng ta cùng nhau chúng ta chỉnh đốn lại để chúng ta làm được tốt.